Lang Thang Sài Gòn xin kính chào quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi quay lại đây để xin quý vị một khoảng thời gian lắng nghe những gì mà tôi chia sẻ hôm nay. Cái vấn đề tôi chia sẻ hôm nay đó là sự việc của Trọng Súng. Cùng kênh YouTube Lê Thân Thiện và một số kênh mà những ngày qua đã liên tục đăng tải hình ảnh của Trọng Súng lên trên nền tảng YouTube. Mà những hình ảnh này, những cái thước phim này, quan điểm của tôi là những thước phim nó không có cái giá trị, mà nó mang tính chất là lợi dụng, lừa đảo cộng đồng mạng là chính. Thì để mà mổ xẻ ra cái vấn đề này, thì tôi cũng đã từng có những thước phim, có những cái bài luận cũng đã chia sẻ với quý vị. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ sâu hơn cho cái sự việc này. Và từ đâu Trọng Súng có được ngày hôm nay? Và từ đâu Trọng Súng được những kênh YouTube săn đón? Và từ đâu cha mẹ Trọng Súng bước lên Sài Gòn? Thì để mà chia sẻ cái vấn đề này, thì trước tiên tôi cũng khẳng định rằng cái bài luận hôm nay là một cái bài luận mà chắc anh sẽ có cái sự va chạm và sẽ mất lòng đến một số vị khán giả đang thần tượng ở kênh Lê Thân Thiện và một số kênh YouTube mà những ngày qua đưa cái hình ảnh Trọng Súng lên cộng đồng mạng. Nhưng quan điểm của tôi là sự thật thì chắc anh nó sẽ mất lòng và tôi cũng chấp nhận cái sự va chạm đó. Vì nó thực sự ra tôi cũng muốn là dùng tiếng nói của mình để thức tỉnh một số mạnh thường quân, để cảnh báo một số người mà mượn công tác thiện nguyện của mình để nhằm để đánh lừa mạnh thường quân, nhằm trục lợi cá nhân. Cái quan điểm của tôi những vấn đề đó thì thực sự ra tôi kịch liệt phản đối, và cũng từ cái lệ đó nên tôi có những cái hướng đi riêng của tôi trong công tác truyền thông. Thì như tất cả quý bà con chúng ta, ai mà theo dõi cái nền tảng YouTube cũng đã hiểu được rằng Lê Thân Thiện là ai. Đúng không ạ? Lê Thân Thiện, xin thưa quý vị, là một kênh YouTube làm thiện nguyện. Nghe hai từ thiện nguyện thì chúng ta hiểu rằng là Lê Thân Thiện làm YouTube mục đích là để giúp người, làm cái cầu nối để mà kết nối giữa mạnh thường quân và những người bất hạnh thực sự. Nhưng những ngày qua, quý vị và tôi đã thấy được những gì? Kính thưa quý vị, hôm nay tôi cũng muốn nói lên tiếng nói của tôi trong công tác mà thiện nguyện của kênh Lê Thân Thiện này trước, và sau đó đến Trọng Súng và một số kênh YouTube sau đây. Thì như quý vị cũng đã biết, cái sự việc mà đình đám nhất của Lê Thân Thiện đó là sự việc của Tỉnh Thất Sông Mây của sư cô Hiếu, đúng không? Nhưng khi Lê Thân Thiện biết rằng sư cô Hiếu là không phải là một tu sĩ thật sự, nhưng sao quý vị, Lê Thân Thiện không có cái động thái xác minh. Nếu mà kêu gọi để mà xây dựng nên một cái tỉnh thất, xây dựng một cái chùa hay là một cái am, thì cái những cái bước quan trọng nhất mà người thiện nguyện viên phải cần đi xác minh đó là xác minh ở địa phương xem cái lai lịch người này như thế nào. Cái thứ hai, xác minh ngay chỗ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam, đấy, xem thử là người này có phải là tu sĩ thực sự hay không, đấy. Và xác minh tại chính quyền địa phương xem thử là cái vị trí này có được là xây cất tịnh thất, tịnh xá hay là xây các chùa được hay không. Đấy. Và giấy phép xây dựng đó là được đã cơ quan chức năng nào đã cấp rồi. Thì có bốn yếu tố đó thì Lê Thân Thiện mới được phép đứng ra kêu gọi từ thiện, đứng ra kêu gọi mạnh thường quân để quyên góp tiền để xây dựng cái tịnh thất cho cô Hiếu ở sông Mây. Tuy nhiên là chúng ta cũng đã biết rằng Lê Thân Thiện không có cái bước xác minh. Không có bước xác minh. Mà Lê Thân Thiện vẫn ngửa tay nhận tiền của Mạnh Thường Quân để
trao cho cô Hiếu tỉnh thất sau này. Đó. Và xây dựng nên một cái tỉnh thất. Thì tôi hỏi quý vị, cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân mà giao cho cô Hiếu tỉnh thất sông Mây đó là đúng hay sai? Dĩ nhiên Mạnh Thường Quân giao là giao cả cái tâm. Ngoài tiền và cái tâm, người ta giao cho Lê Lân Thiện. Người ta đặt cái niềm tin cho Lê Lân Thiện. Vì sao? Lê Lân Thiện là cầu nối, thì người ta phải có cái niềm tin ở Lê Lân Thiện. Nhưng Lê Lân Thiện lại dùng cái niềm tin của người ta để đi ủng hộ cho một trường hợp không đáng để giúp đỡ. Trường hợp cô Hiếu tỉnh thất sông Mây không phải là một tu sĩ, mà phải đứng ra kêu gọi để xây chùa, xây chiền, xây tỉnh thất, tỉnh xá. Đó là dùng những đồng tiền của Mạnh Thường Quân, nó đi sai mục đích. Và sau này sự việc vỡ lở ra thì quý vị cũng đã biết rồi. Giữa Lê Lân Thiện và cô Hiếu ở tỉnh thất sông Mây cũng đã có những cái lình xình liên quan về cái tiền bạc. Đấu tố nhau về cái tiền bạc, nó không có sự rõ ràng. Cái thứ hai nữa, cô Hiếu tỉnh thất sông Mây dùng cái số tiền mà nhận được Mạnh Thường Quân đó để mua đất, và hiện bây giờ vẫn tiếp tục để bước ra đường để khất thực, để trục lợi trên cái lòng thương, trục lợi trên cái niềm tin của ba tánh, trục lợi trên niềm tin của một số Phật tử còn đang mù mờ cho cái đạo Phật của mình. Đúng không? Đó là một trong những cái hệ lụy mà Lê Lân Thiện gây ra tại cái tỉnh thất sông Mây. Đúng không quý vị? Nếu quý vị có một cái sự hình dung, nếu như mà Lê Lân Thiện không đứng ra kêu gọi kiểu đó, thì cô Hiếu tỉnh thất sông Mây sẽ không có nảy sinh ra cái lòng tham. Dĩ nhiên trong cái cô Hiếu là đã có lòng tham rồi, nhưng mà cũng vì Lê Lân Thiện đứng ra kêu gọi như thế, kêu gọi mà không cần cái sự xác minh, cho nên ấy, cái lòng tham nó nổi trội lại nhiều hơn nữa. Cho nên khi mà nhận từ Lê Lân Thiện một mớ tiền rất lớn, rồi cái như là cô Hiếu vẫn tiếp tục mua đất để kinh doanh, đầu tư, rồi vẫn ra để ngã ba đường để khất thực mưu sinh. Mục đích là gì? Vẫn là tiền. Đấy. Rồi sau đấu tố nhau cũng liên quan đến tiền. Đó là cái trường hợp thứ nhất mà tôi cảm thấy rằng Lê Lân Thiện phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là nói suông. Cái trường hợp thứ hai chúng ta cũng đã biết rằng đó là trường hợp của Phúc Bán Hoa. Lê Lân Thiện cũng kêu gọi Mạnh Thường Quân để nhận một khoản tiền, mà thiếu đi cái sự xác minh. Rồi sau đó Lê Lân Thiện vỡ lỡ ra là Phúc Bán Hoa không phải là trường hợp giúp đỡ, thì số tiền đó cũng không đến tay của Phúc Bán Hoa. Đúng không ạ? Cái đó là cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba là chú Dương Sì Kê. Dương Sì Kê thì chắc quý vị cũng đã biết rồi. Chú này là Lê Lân Thiện gặp trong cái mùa dịch. Thì đúng là trong cái giai đoạn dịch bệnh thì ai cũng có cái khổ. Nhất là những bà con mà mang đến chết là không có nhà ở Sài Gòn, mà cái thời điểm đó là đang đóng tiền trọ, tiền đồ, thực sự ra thì công việc làm không trôi chảy, thì không có cái thu nhập trên tất cả mọi khoản tiền, trong đó có cả tiền ăn hàng ngày cũng không có. Đấy. Nhưng sao? Cũng vô tình gặp Lê Lân Thiện. Đấy. Và dưới những thước phim của Lê Lân Thiện cũng được một số Mạnh Thường Quân gửi về một khoản tiền hơn 20 triệu. Đấy. Thì sau đó Lê Lân Thiện cũng quay đi xác minh. Nó có một cái nó nghịch lý mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải nhìn nhận thực tế cái bản chất vấn đề ở đây. Là khi người ta đứng ra kêu gọi từ thiện là người ta xác minh trước rồi người ta mới nhận tiền sau. Nhưng Lê Thiện lại đi làm ngược lại, là nhận tiền trước rồi mới đi xác minh. Đấy quý vị, nhận tiền trước rồi mới đi xác minh, hoặc là không cần phải xác minh, chỉ cần gặp ở giữa đường, bắt quay vài thước phim rồi sẽ nhận tiền Mạnh Thường Quân và trao tiền Mạnh Thường Quân cho những đối tượng mà Lê Thiện đã được quay. Đó là một trong những cái mà tôi thấy nó nghịch lý. Và trường hợp chú Dương là cũng giống giống như Phúc Bán Hoa.
Lương Thiện cũng nhận tiền trước rồi quay lại xác minh là mới biết chú này là nghiện ngập. Đấy, và Lương Thiện đuổi đi, không cho ở chỗ cái nhà của chú Hải Phước nữa. Đấy. Và sau này cũng là cái đám lâu la của thằng Bình Định Dấu Yêu, thằng Nhịp Sông Niêu cũng bu víu vào đó để quay, quay một cách bất chấp. Và cái số tiền thì thật sự bây giờ một số vị khán giả hỏi rằng cái số tiền của chú Dương mà trước là Lương Thiện là không trao chú Dương thì bây giờ nằm ở đâu lang thang Sài Gòn có biết hay không? Thì tôi cũng trả lời quý vị và xin thưa quý vị luôn, số tiền đó lang thang Sài Gòn không biết là bây giờ nằm ở đâu. Nhưng lang thang Sài Gòn biết rằng cái số tiền đó là cũng đã trao lại cho Lương Thiện. Sau khi chú Dương đi thì chú Hải Phước cũng đã trao lại cho Lương Thiện rồi. Đấy, nhưng mà Lương Thiện dùng cho cái việc gì đó, hoặc là trả lại cho Mạnh Thường Quân hay chưa, thì cái đó thì quý vị nào quan tâm thì liên lạc trực tiếp qua Lương Thiện để mà hỏi, để mà có những cái câu do chính Lương Thiện trả lời, tôi nghĩ là nó sẽ xác thực nhất. Đấy. Và cái trường hợp tiếp theo mà Lương Thiện cũng đi kêu gọi thiếu cái sự xác minh, nó gây ra một cái hệ lụy rất lớn. Đó là trường hợp của thầy mù tại Sóc Trăng. Cái thầy mù này khi mà gặp Lương Thiện, thầy này là thực sự, tôi thưa quý vị, thầy này là tu tại gia, mà tu tại gia thì mình không thể gọi bằng thầy được, gọi anh hay chú hay bác hay không. Chứ tu tại gia thì mình không thể gọi bằng thầy, đúng không ạ? Thì khi gặp ông này, thì cái nhu cầu của ông này là cần một ánh sáng. Thì cái việc đầu tiên là Lương Thiện quay ông này lên, cũng đưa ra cái nguyện vọng là cần cái ánh sáng. Đấy. Và có một người nào đó chấp nhận hiến tặng giang mạc. Đấy. Nhưng mà đa số là lời nói thôi chứ không phải thực tế. Và Lương Thiện vẫn nhận tiền từ Mạnh Thường Quân để mà phẫu thuật cho mắt của ông thầy mù này. Đấy. Nhưng khi nhận tiền xong thì nó sinh ra cái vấn đề thế này, là người chấp nhận hiến giác mạc lại thay đổi ý định, từ chối không hiến nữa. Đó là một trong những cái mà tôi cảm thấy rất buồn cười. Vì xin thưa quý vị, theo cái luật mà hiến tặng một bộ phận trên cơ thể của mình đó, thì tất cả các bước làm phải rất rõ ràng, rạch ròi trên cái cơ sở pháp lý, chứ không phải dùng lời nói suông, đúng không? Nhưng cái cơ sở pháp lý đó là không có. Đấy. Từ địa phương xác minh cho cái việc đó cũng không có, từ bệnh viện mà để mà khẳng định rằng nó đồng, kể như là khi mà mình hiến tặng giác mạc thì cũng phải thông qua rất nhiều cái cuộc xét nghiệm xem thử là hai cái mà hiến và nhận đó nó có tương đồng với nhau hay không. Đấy. Nhưng tất cả mọi vấn đề đó, mọi cái thủ tục đó nó không có, nó chưa diễn ra luôn, nhưng vẫn nhận tiền Mạnh Thường Quân để đi mổ mắt cho ông thầy mù. Và sau đó cái sự việc vỡ lở là cô bé này, tôi nghe là cô bé này là đổi ý không hiến giác mạc nữa. Và tất cả quý vị cũng giống như tôi, chỉ nghe thôi, chứ quý vị chưa thấy cô bé hiến giác mạc này là ai, hình dáng như thế nào, mặt mũi ra làm sao, và nơi ở thực sự thế nào. Chưa có một thước phim nào mà đã xác minh được cái vấn đề đó cả. Mà chúng ta đa số rằng chỉ nghe nói trên kênh Lê Thương Thiện, và chúng ta tin cũng giống như một số Mạnh Thường Quân, cứ tin những gì trên kênh Lê Thương Thiện nói, rồi gửi tiền gì mong là cứu giúp cho thầy mù này có được cái ánh sáng. Đấy. Chứ khi họ giúp người, họ đâu có cần cân đo đong đếm. Thôi em phải đi xác minh, phải làm tất cả những cái thủ tục pháp lý, rồi có đấy thì em trưng bày lên rồi anh mới chuyển tiền, đúng không? Chưa có Mạnh Thường Quân nào yêu cầu vấn đề đó cả. Và đó là một trong những cái điểm yếu và một trong những cái khe hở để có một số kênh YouTube khoác cho mình một cái áo thiện nguyện. Đấy. Để nhắm vào đó mà để đánh vào cái lòng thương của quý bà con. Đấy.
Và khi mà về cái tâm lý, tôi thưa quý vị, mình giúp cho một trường hợp nào đó, mà nếu như sau này mình cảm thấy rằng ở cái người cầu nói họ không trao tiền cho cái trường hợp A, trường hợp B nào đó vì một cái lý do bất khả kháng. Tôi ví dụ rằng, giả sử anh A nhận tiền của Mạnh Thường Quân để trao cho trường hợp của anh B, nhưng sau này anh A cũng chính là những thức phim này anh A anh quay lên, đúng không ạ? Cũng chính anh A anh nhận tiền từ Mạnh Thường Quân, nhưng sau này anh nhận đủ tiền rồi anh quay sang anh bóc phốt anh B, anh bảo rằng anh B là trường hợp không đáng để được giúp đỡ, không đáng để được nhận tiền của Mạnh Thường Quân, thì anh giữ số tiền của Mạnh Thường Quân đó lại. Thì tôi hỏi quý vị về cái tâm lý những Mạnh Thường Quân, chắc là xem cái chương trình này cũng có rất nhiều Mạnh Thường Quân cũng xem và cũng đã từng gửi tiền cho một số kênh YouTube và cũng từng đã gặp những cái hoàn cảnh như thế rồi. Thì tôi hỏi quý vị có đòi lại tiền hay không? Hay là quý vị nói thôi trường hợp này giúp không được thì con dành đó để con em hay cháu đi giúp trường hợp khác, đúng không quý vị? Chứ khi người ta bỏ tiền ra để người ta giúp người giúp đời, không bao giờ người ta lấy lại. Đấy. Và cũng từ vấn đề đó thì cũng có một số kẻ là chuyên gia rằng là quay một trường hợp để ra kêu gọi từ thiện, sau khi nhận tiền từ thiện xong quay ngược lại bóc phốt cái nhân vật do chính mình đặt ra, chính mình đứng ra kêu gọi và bảo rằng trường hợp không đáng được giúp đỡ. Thế thì chúng ta hỏi rằng nếu như không có một cái dụng ý ban đầu, thế tại sao không có một cái bước xác minh trước mới nhận tiền sau, mà lại đi nhận tiền rồi quay ngược lại xác minh? Thế cái ý đồ đằng sau đó là gì? Có phải là nhằm để mà chiếm đoạt cái số tiền của Mạnh Thường Quân hay không? Thì chúng ta cũng nên gặp những trường hợp đó và chúng ta luôn luôn đặt những câu hỏi để cho nó trong sạch đi cái công tác thiện nguyện, thưa quý vị. Mình quay lên một trường hợp thì cũng phải cần xác minh trường hợp đó như thế nào, rồi mới ngửa tay nhận tiền của Mạnh Thường Quân. Trao chậm, giúp chậm, nó không chết, nó không ảnh hưởng. Nhưng giúp nhầm, trao nhầm, ảnh hưởng rất lớn cả về cái uy tín của cầu nói, người làm cầu nói, và nó mất đi cái niềm tin của Mạnh Thường Quân. Đó là một trong những cái rất nguy hiểm. Trên một số bà con nói rằng cái kênh A, kênh B này nó làm từ thiện tốt lắm, nó làm thiện nguyện tốt lắm, chẳng qua là gặp một số trường hợp nó bị xui thôi, chứ không phải là nó cố tình. Tôi hỏi quý vị, như cụ thể trường hợp của Lê Văn Thiện, tôi hỏi quý vị là xui hay là cố tình? Lê Văn Thiện là không có một cái động thái xác minh thì đó là cố tình, đâu phải là xui. Nếu xui là giống như lâu lâu ta gặp trường hợp, mà gặp một trường hợp với số tiền nó nhỏ, nhưng đằng này cái số tiền ấy như là quá lớn. Số tiền của thầy mù cũng quá lớn, số tiền của bà Hiếu Tỉnh Thất Sông Mây cũng quá lớn. Và đến cái giai đoạn trong dịch thì lại gặp 5 đứa trẻ bụi đời. Đây quý vị thấy, công tác mà quay lên đưa những cái thước phim để mà đánh vào cái tình thương của Mạnh Thường Quân cũng là quá nhiều. Đấy. Từ Lê Văn Thiện quay rồi sau này cái như hàng loạt kênh nhảy vô quay. Đấy. Tôi hỏi quý vị, lúc dịch bệnh những đứa này nó cần cái gì? Nó cần cái chỗ ăn, chỗ ở, thế là đủ rồi. Đấy. Sau khi hết dịch thì ta mới tính chuyện nó khác. Đấy. Như trong cái thời điểm dịch bệnh, quý vị cứ nghe có nghe Lê Văn Thiện hứa gì với cộng đồng mạng, với Tình Loan hay không? Sẽ cho Tình Loan học nghề. Đấy. Nói chung là sẽ cho Tình Loan tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất mà Lê Văn Thiện cũng từng tuyên bố cộng đồng. Nhưng cuối cùng thì sao thưa quý bà con? Tình Loan vẫn là Tình Loan. Dĩ nhiên Tình Loan là cái như nó cũng đủ sức khỏe rồi, nó cũng không phải đối tượng giúp đỡ. Nhưng thà ta đừng lên tiếng, thà ta đừng hứa trước cộng đồng. Đấy. Nhưng khi ta lên tiếng, ta hứa ở cộng đồng, cũng nhận Tình Loan là con nuôi. Đấy. Nhưng vì chúng ta phải hỏi vì sao mà lại có những cái tuyên bố hùng hồn mạnh miệng như thế mà lại không làm được.
để cho hai đứa này nó trông mong vào vấn đề đó mà nó lại nuông đi cái ý chí cầu tiến trong cái công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Vì trong thâm tâm nó chắc ăn rằng sẽ có người đứng ra giúp mình cái công việc, sẽ có người đứng ra giúp mình học một cái nghề nào đó, thì cần còn gì nữa đâu mà mình phải là lăn tăn là cái phải đi tìm việc, phải đi tìm nghề để học, đúng quý bà con. Chứ cũng từ vấn đề đó mà hai đứa này nó ý lại và nó sinh ra vấn đề là nhát lười đấy. Thậm chí là chai lì trong cái suy nghĩ làm thế nào để có một cái nghề, làm thế nào để có một công việc ổn định sau khi hết dịch, vì cứ trông chờ vào cha nuôi đấy. Nhưng sau này là quý vị sẽ thấy không, cái sự việc nó vỡ lở lớn nhất là Tình Loan bước vào kênh của tôi cùng một số kênh như Thành Trung và một số anh em khác là tố cáo, tố giác cái hành vi của Lê Thông Thiện. Và tố giác hành vi nào thì quý vị cũng đã hiểu, cũng đã từng chứng kiến ở kênh của tôi rồi. Và sau đó thì hết dịch một thời gian khá dài, cái sự việc nó đã chìm lắng xuống thì Lê Thông Thiện lại moi đầu hai đứa này lên để mà nói lại cái sự việc là liên quan đến bốn điện thoại chó đá. Đấy, thì tôi cũng có những cái bài bình, những cái bài luận. Cái điện thoại quý vị thì không ai mà bước về nhà ngủ quý vị đỡ điện thoại nghiêng đúng không ạ? Và không ai mà đỡ điện thoại đứng lên cả. Mà tất cả quý vị để dưới hai tư thế, một là cái mặt màn hình để dưới mặt đất, còn hai là để nó ngửa lên trời. Thì tôi hỏi quý vị đại đa số rằng nếu mà lỡ có chó đái đi thì nó không thể nó chảy vô trong điện thoại mà để mà sinh ra cháy điện thoại cả, mà cháy cùng lúc có hai cái. Nếu một cái chúng ta có thể nghĩ rằng ở đó là cái sự xác suất. Nhưng đằng này là hai cái điện thoại chó đái thì tôi nghĩ con chó này cũng dạng thiên tài. Nó biết đái chỗ nào để điện thoại cháy. Nó biết đái chỗ nào để cho Tình Loan không có điện thoại để dùng. Tôi nghĩ con chó này cũng hay. Đấy. Và cái sự việc mà nổi cộm nhất trong những ngày vừa qua mà cũng liên quan đến Lương Thiện đó là trọng súng. Tôi cũng đã từng có những cái bài luận, cũng từng có những cái dẫn chứng cho quý vị xem rằng những cái mà Lương Thiện quay trọng súng trong đó có cái sự dàn dựng, chứ không phải ngẫu nhiên, nó không phải vô tình. Và quý vị cứ thấy đi, giữa lần 1 và lần 2 Lê Thông Thiện gặp trọng súng và gặp nhịp sống niêu, tất cả cái khung cảnh, tất cả cái màn nó diễn ra y xì không khác gì cả. Cũng là gì? Cũng là nằm ngủ dưới lề đường, cũng tắm sông tắm suối, cũng ngủ dưới gầm cầu, cũng ăn cơm thừa canh cặn, cũng than thân trách phận, cũng khóc cũng la, cũng cầu cứu bu víu vào tình thương của Mạnh Thường Quân. Thì qua rất nhiều trường hợp mà Lê Hương Thiện giúp thì quý vị cứ thấy đi, có trường hợp nào mà nó không trỏ cái lòng tham hay không? Nhưng trong đó trường hợp của Trọng Súng và bài Hiếu Tịnh Thất Song Mây là hai trường hợp nó nổi cộm nhất cho cái lòng tham. Vì sao? Đồng tiền Mạnh Thường Quân dễ lấy quá. Chỉ cần Lê Hương Thiện quay lên một thước phim và đưa lên cộng đồng mạng thì sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Vì sao họ tham? Vì không có cái sự xác minh cho nên họ tự tin rằng chỉ cần có một người đó quay họ lên thì sẽ có người giúp đỡ. Chứ đâu có cần sự xác minh. Đó. Và cũng từ vấn đề đó là những cái mà cái kẽ hở cho những kẻ mà nó cố tình nó tham vào cái của từ thiện, tham vào cái của người khác đấy, để nhằm nó bu bám vào đó nó sống. Như trường hợp cụ thể là bà Hiếu Tịnh Thất Song Mây và Trọng Súng ngay bây giờ cũng vậy, cũng đang bu víu vào cộng đồng mạng, cũng đang bu víu vào Mạnh Thường Quân. Đó là một trong những cái mà chúng ta phải cần suy nghĩ lại. Vì sao những trường hợp Lê Thư Thiện quay đều có những cái lòng tham vô đáy như thế? Nếu như Lê Thư Thiện có những cái bước xác minh rõ ràng, chậm mà chắc. Đấy. Giống ở trường hợp của bà Hiếu thì xác minh giống những bước vừa rồi tôi nói, trường hợp của Trọng Súng cũng vậy. Thì cũng về quê xác minh xem. Nếu giúp số tiền lớn thì cũng nên phải có những cái bước xác minh thật sự. Thà ta xác minh chứ không thể giúp lầm.
Nhưng đằng này sao quý vị? Không có bước xác minh. Đấy, không xác minh luôn. Cứ quay trọng súng lên là cái thời điểm đó quý vị thấy một ngày đưa ra 2-3 clip bình thường. Đấy. Rồi dùng cái chiêu bài là nhận bác Ba Trầu làm cha nuôi. Cũng vì vấn đề gì? Cũng vì cái vấn đề là lấy cái uy tín, lấy cái danh dự bác Ba Trầu để nhằm câu kéo Mạnh Thường Quân. Chứ không có ngoài một vấn đề gì cả. Vì sao? Tôi cũng từng khẳng định rằng trọng súng cha mẹ ruột nó không xem ra gì. Những ngày qua quý vị cũng đã thấy rồi, trọng súng nó đâu có xem cha mẹ ruột nó ra cái hệ thống, ra cái gram nào đâu quý vị. Đấy. Nhưng vì sao nó nhận một người dân làm cha nuôi? Vì sao nó nhận Lương Thiện làm cha nuôi? Vì sao nó nhận bác Ba Trầu làm cha nuôi? Đấy. Cái tuổi đời giữa Lương Thiện và cái như là Trọng Súng có phải là hai tuổi đó là cha con được hay không? Đấy. Nhưng vẫn có cái từ mà gắn gắn ở đó gọi là cha nuôi một xíu. Trong đó là cụ thể nhất là bác Ba Trầu đang bị gượng ép để nhận làm cha nuôi. Đấy. Cũng vì cái uy tín, lợi dụng uy tín của người ta để mà trục lợi, để đánh động vào lòng thương của một số bà con phương xa mà thiếu sự hiểu biết. Đấy. Chứ còn nếu như tôi đảm bảo quý vị, nếu một người họ có một cái liêm sĩ, không bao giờ họ nhận bừa như thế. Họ nhận một người làm cha nuôi cực kỳ là cái như thực sự phải có sự cân đo đong đếm rất rõ. Đằng này nhận bừa, thấy sang bách vàng làm họ. Đấy. Miễn sao là cái như có người chú ý tới là thằng Trọng Súng là con nuôi của ông Ba Trọng. Mục đích của nó vậy thôi. Đấy. Cho nên á, là trong những ngày dịch bệnh nó lấy của bác Ba nó đi phát mà nó cứ tự cho rằng đó là của nó. Vì sao? Nó cũng muốn là có một cái đánh bóng tên tuổi của nó trong đó. Nó lợi dụng cái của vật chất của người ta để nó khoác lên trên mình nó, rồi để cho một số bà con nhầm tưởng rằng ở thành này biết chia ngọt sẻ bùi với một số người còn khổ còn nghèo như nó trước kia. Nhưng thật sự thì sao quý vị? Cái thằng này nó không có một cái lương tâm. Một lương tâm tối thiểu nhất nó cũng không có. Bằng chứng rất cụ thể là nó chen vét chính cả những đứa con ruột của nó. Trong những ngày vừa qua thì quý vị thấy rồi. Một người cha, một người mẹ mà có một cái lương tâm thì không ai chen vét con mình kiểu đó cả. Không ai đẩy cha mẹ mình tuổi đã xế chiều mà lên trên Sài Gòn để cho những đám YouTube mà vô công rỗi nghề nó quay liên tục, nó đưa những hình ảnh cực kỳ phản cảm lên cộng đồng mạng và bị dư luận chửi rất nhiều, nhưng nó vẫn ngửa mặt làm nghe. Miễn nó mục đích cuối cùng đó là tiền của Mạnh Thường Quân, những tờ đô la thiếu sự hiểu biết gửi về cho nó là đủ rồi. Nó đâu có cần biết là cha mẹ nó nhục nhã như thế nào. Nó đâu cần biết là cộng đồng mạng lên án những hành động đây như thế nào, đúng không quý vị? Cho nên nó vẫn bình chân như vậy, bất chấp tất cả. Miễn sao là có tiền. Cho nên cái nhân vật Trọng Súng này là cũng xuất phát ra từ cái lòng tham mà mới quay lại Sài Gòn lần hai. Nhưng mà ta nói là người tính không bằng trời tính. Chấp nhận bán nhà để lên Sài Gòn bươn chải. Mà quý vị thấy đi, những ngày qua Trọng Súng có thực sự là bươn chải hay không? Hay là có những cái lời lẽ điêu ngoa xảo trá, có những cái hành động, có những cái ngôn từ mà chúng ta hiểu rằng những cái hành động, những ngôn từ đó nó là một trong những cái mà đã phơi bày được cái bản chất thực sự của con người này, là một người cái cơ hội siêng anh nhắc là đang lợi dụng bu bám tình thương của người khác. Những gì Trọng Súng nói và những gì Trọng Súng làm nó hoàn toàn trái ngược. Nó khác xa so với những cái gì mà chúng ta đang hình dung với một con người khi trong tay không còn gì nữa cả, chỉ còn lại những đứa con thơ dở dại. Mà vì sao không chịu lo làm kinh tế mà lại ngày cái như lần này quán cà phê này, ngày kia cái quán cà phê kia, rồi công viên, rồi cái như là có những cái gọi là những cái mà ảo tưởng trong cái công việc cũng có.
Vì sao? Mục đích của trọng súng lên đây không phải là làm kinh tế bằng sức lao động, mà mục đích của trọng súng lên đây để đóng phim, đóng kịch, lôi cả cha già, mẹ già, vợ dài, con thơ đỡ ghép vào trong một cái vở diễn mà trọng súng cũng đã từng thành công trong cái thời điểm dịch bệnh. Cho nên cứ nghĩ là dễ ăn. Thì bây giờ cứ lên cái diễn tuồng nữa thì thêm hai nhân vật đó là mẹ và cha. Đấy. Cho nên những ngày qua thì quý vị cũng thấy rồi, bị dư luận ném đá rất nhiều. Đấy. Dĩ nhiên cũng có gặt hái một số thành công, chứ không phải không có. Mà cái lỗi này quý vị cứ nghĩ có phải là lỗi của trọng súng hay không? Lỗi trọng súng thì ít, nhưng mà lỗi của những người mà dàn dựng mà đưa lên cái nhân vật trọng súng, lỗi đó mới lớn. Lỗi đó mới lớn. Khi anh đã cho cái người ta, mà không phải anh cho người ta cái cần câu cơm, không phải anh cho người ta một cơ hội kiếm sống, mà anh cho người ta một cái lòng tham. Tôi đảm bảo rằng trong quá trình quay thì những kênh này, thậm chí cái thời điểm dịch cho đến bây giờ luôn, tôi đảm bảo quý vị, những kênh này nó thâu ráng chịu nhục, ráng nghe cộng đồng chửi đi, để tao quay rồi kêu gọi cho mạnh thường quân nó giúp đỡ. Đấy. Chứ cũng vì những cái lời hứa nó xa vời như thế, cho nên là mới mài cái mặt cộng đồng mạng để cộng đồng mạng chửi. Miễn là nó, mục đích cuối cùng nó là tiền, những tờ đô la. Đấy. Những cái phần quà giống như tủ lạnh, tivi, máy giặt. Đấy. Chết nó đâu có cần cái danh dự. Và đến bây giờ quý vị thấy rồi đó. Cha mẹ nó cũng vậy. Bây giờ cái giọt nước mắt tôi nghĩ, cho nên tôi có những cái mà tôi đã từng nói rồi. Cái giọt nước mắt đó là giọt nước mắt hái ra tiền. Cái giọt nước mắt đó hái ra tiền, thưa quý vị. Cho nên á, mẹ trọng súng loạn choạn cũng là rơi nước mắt cũng khóc. Ba trọng súng cũng loạn choạn cũng rơi nước mắt cũng khóc. Khóc để làm gì? Khóc để đánh động vào cái lòng thương của một số bà con phương xa. Đấy. Một người trẻ khóc cái chuyện đó bình thường, nhưng một người gần đất xa trời khóc vì vấn đề mưu sinh cơm áo gạo tiền, khóc vì cái sự lo toan cho con cháu, thì ai cũng xót thương cả. Nhưng nếu một số bà con họ nhìn lại cái bản chất thực sự ở đây thì họ sẽ bỏ dép, họ chạy không kịp. Vì sao? Con trọng súng nó vẫn còn cha còn mẹ, cha mẹ nó vẫn có sức khỏe, vẫn mập mạnh, vẫn béo tròn. Thế tại sao cha mẹ không lo cho con mà lại phải để ông bà đi lo cho con? Phải để ông bà lên cộng đồng mạng là than khóc. Để ông bà lên cộng đồng mạng để có những câu gọi là câu xé lòng của mạnh thường quân. Đấy có phải là một trong những cái chiêu trò để đánh vào cái lòng thương hại của quý bà con hay không? Đấy. Cũng giống như đi Khmer cái thời xưa, thời dịch bệnh đấy. Mỗi lần nhắc tới mẹ là cái miệng nó kéo dài ra, giọt nước mắt nó rải rải dài giọt. Đấy. Rồi cứ nghĩ thằng này là một đứa con có hiếu nên rất nhiều mạnh thường quân đổ xô gửi tiền về cho nó trong những ngày dịch bệnh với số tiền khá lớn, và thậm chí còn hứa làm nhà làm đồ cho nó nữa. Đấy. Nhưng kết quả thì sao quý vị? Sau khi xác minh thằng này mấy con vợ, đấy, rồi cuộc sống nó ở quê thế nào, mẹ nó ở quê ra sao, tất cả cũng bài bạc đề đốm nhau cả. Cho nên tôi nói quý vị, những kênh thiện nguyện đồng ý mình đi làm thiện nguyện giúp người giúp đời là tốt, nhưng để tốt hơn chúng ta phải có cái sự xác minh nó rõ ràng để giúp một trường hợp nào đó, chứ không phải tiền, không phải là la mít. Nhận đồng tiền của mạnh thường quân, chúng ta phải có trách nhiệm trong cái khoản tiền đó. Chứ cái giúp để lấy tiếng, và thậm chí có một số kênh giúp người là giúp mình. Vì sao giúp người giúp mình? Trong đó có ăn chia, trong đó có xén bớt. Tôi đảm bảo quý vị, tôi thấy có một số kênh tôi rất buồn cười, cái bản thân nó lo không nổi.
mà nó lại để cái số tài khoản lên trên kênh, nó nói là chia sẻ hoàn cảnh khó khăn. Quý bà con nào có quan tâm xin hãy gửi tiền vào số tài khoản này để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi hỏi quý vị, cái bản thân nó là cái thằng khó khăn nhất mà nó đòi đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Cái đấy có phải là một trong những cái mà nó mị, nó mà mách một số bà con nhẹ dạ cả tin hay không? Cái bản thân nó là một thằng thất nghiệp. Tôi thấy rất nhiều kênh, tôi để ý, tôi thấy rất buồn cười. Cái bản thân nó một thằng không có việc làm. Đấy. Một thằng kể như là chung là không có một cái gì đáng tự hào cả. Đấy. Không nhà, không cửa, không công ăn việc làm. Đấy. Không danh, không phận. Mà lại đi lừa Mạnh Thường Quân bằng cách là đưa số tài khoản lên rồi giúp hoàn cảnh khó khăn. Nó là một thằng khó khăn nhất thì tôi hỏi quý vị giúp cho ai? Đó có phải là những cái chiêu lừa hay không? Đấy. Nó đang lừa quý vị và những đồng tiền quý vị gửi về, thậm chí là quý vị vứt tiền ở cửa sổ. Cho nên vì sao mà cái công tác thiện nguyện trong những thời gian vừa qua thì quý vị thấy trong đó nổi cộm nhất vẫn là kênh Lê Lương Thiện. Vì Lương Thiện giúp tất cả những trường hợp mà tôi vừa nêu, quý vị thấy đó là một trong những hệ lụy. Nó mất dần đi niềm tin của Mạnh Thường Quân, toàn số tiền lớn và toàn giúp người khi chưa có cái sự xác minh rõ ràng. Đúng không ạ? Cho nên vô hình chung tạo cho những người này họ có một cái lòng tham. Và khi họ có một lòng tham, họ muốn không làm có ăn đó, thì họ bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn. Trong đầu của họ hàng ngày họ nghĩ rằng làm thế nào để lừa được người ta, để lấy tiền của người ta. Chứ họ không nghĩ là làm thế nào để ngày mai ta có một công việc nó ổn định, để đảm bảo cuộc sống cho vợ cho con. Đúng không? Họ không nghĩ về điều đó. Mà họ nghĩ làm thế nào để nó khổ nhất, nó thảm nhất, nó bi ai nhất, để lấy tiền của Mạnh Thường Quân nhiều nhất. Trong đầu Đồng Súng bây giờ nó đang nghĩ vấn đề đó. Và ngay cả cha mẹ Đồng Súng bây giờ cũng đang nghĩ vấn đề đó. Cho nên quý vị cứ thấy đi, những thước phim đại đa số đưa lên là cha mẹ Đồng Súng đều than thân trách phận, khóc lóc đủ các kiểu. Nói giờ tài sản cuối cùng của tôi là những đứa con, những đứa cháu, chứ còn con thì thôi khỏi nói nữa. Tôi hỏi quý vị nè, trong tất cả quý vị đang theo dõi chương trình này và ngay cả tôi, tất cả ai cũng có gia đình, ai cũng có con, có cháu. Đúng không ạ? Con cháu ai lại không thương? Đúng không? Đâu phải một mình cha của Trọng Súng là có những đứa cháu. Đâu phải một mình Trọng Súng là có con. Đấy. Nhưng vì sao người ta có con, người ta có cháu, người ta vẫn lo chu toàn? Đấy. Ít nhất là con cháu người ta vẫn được cấp sách đến trường. Nó được có cái quyền đi học. Nó có cái quyền để hòa nhập vào cái cuộc sống. Đấy. Nhưng vì sao con của Trọng Súng nó có cái quyền gì? Đấy. Con Trọng Súng có cái quyền được đến trường hay không quý vị? Chính bản thân của Trọng Súng nó đã cắt đi cái cơ hội. Nó đã lấy tước đoạt đi cái quyền đến trường của con của nó. Vì sao tôi nói những vấn đề đó? Vì chính những Mạnh Thường Quân đã gửi tiền về để tiếp lửa cho nó, để nó cho con nó có một cơ hội tốt để đến trường. Nhưng cuối cùng sao? Không được đứa nào đến trường tại cái thời điểm bây giờ luôn. Và đến bây giờ thì sao? Những chiêu bài nó thì sao? Quý vị cũng đã quá rõ. Chiêu bài của nó là ngay cả những đám YouTube mà quay đó cũng đang mốm lời. Cha Trọng Súng để tôi làm, tôi nuôi, tôi lo cho mấy đứa cháu. Tôi thấy cái chuyện nó hơi nghịch lý. Con dâu và con trai của ông sức khỏe giật trâu chết. Ông bà là già rồi. Tôi hỏi quý vị làm đủ sức để làm để nuôi hay không? Sao lại đi vỗ béo con dâu, vỗ béo cái thằng con trai mà kể như là để nuôi những đứa cháu nội? Quý vị thấy cái chuyện nó vô lý hay không? Đấy. Mà nếu mà làm tốt thì đâu có đến ngày hôm nay. Đúng không quý bà con? Đó thì không phải là những chiêu lừa nữa là cái gì? Đó là chiêu biệt, chứ không phải chiêu lừa, đúng không? Đấy. Nếu như một người đáng tuổi như thế nè,
Tôi nói thật sự quý vị đấy, tuổi đó là người ta cũng đã an hưởng tuổi già, ít nhiều cũng được con cháu nó cung phụng, đấy, nó phụng dưỡng. Đấy. Thì trách nhiệm của thằng trọng súng và con vợ của nó phải đi làm để việc phụng dưỡng cha mẹ. Chứ ai mà tuổi già mà cái như đi rước ra ngoài đường đó rồi cái như để cái như kiếm tiền nuôi cháu, trong khi đó con cái mình vẫn khỏe mạnh bình thường, đấy, vẫn u nu u nằng, đâu có đứa nào bệnh tật. Đấy. Thì nếu mà cảm thấy rằng bán trái cây nó không hợp, đấy, thì ta có thể bán số ngày khoảng 100 tờ, 50 tờ, hay là cái như là ta bán theo cái khả năng của mình. Đấy. Miễn sao mục đích cuối cùng là vẫn là thu nhập kiếm sống. Nhưng vì sao không ra bán vé số mà lại bán trái cây? Vì xin thưa quý vị, một tờ vé số lời có 1.200 thôi, nhưng một ký trái cây nó lời khoảng 10.000 đến 15.000. Và một ký trái cây nếu bán ế thì vẫn có những kênh YouTube bẩn này nó đang bu víu theo để nó mua, nó giải vây. Đấy. Để nó giả cái lòng từ. Đấy. Nó giả cái như là nó qua mặt cộng đồng mạng. Đấy. Nó giả cái lòng từ bi. Lòng từ bi cũng giả được rồi tôi thua. Chứ thôi quý vị, những kênh YouTube này nó có thật sự nó thương Trọng Súng, có thật sự thử xưa thương gia đình Trọng Súng hay không? Nếu như nó thương Trọng Súng, không bao giờ nó quay Trọng Súng bất chấp mọi cái hình ảnh. Nó quay cha mẹ Trọng Súng bất chấp mọi hình ảnh. Nhưng tiền đó quý vị có phải tiền của nó không? Tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho nó để nó mua. Thì việc gì nó không đi quay? Nó quay nó vừa nhận tiền YouTube, nó vừa nhận tiền của Mạnh Thường Quân, và nó vừa được tiếng thơm đó là cái được chia sẻ giúp đỡ gia đình Trọng Súng. Thế mất gì nó không làm? Cho nên một số Mạnh Thường Quân cũng cảm thấy quá mù mờ. Cứ giao tiền cho nó rồi cứ để dựng hình ảnh nó lên thành một vị Bồ Tát rỗng. Cho nên lý do nào bà con nói sao không đi bán vé số mà lại biết trái cây ế mà vẫn đi bán trái cây? Thì lý do như thế đó. Bán vé số giờ giả sử như với cái sức bán của ổng, một ngày ổng bán tầm 200 tờ. Đúng không ạ? 200 tờ cả ngày ổng bán thì nếu lời khoảng là 220, 24. Nhưng mà nếu mà ổng bán trái cây thì chỉ cần một ngày ổng gặp đúng một vố Mạnh Thường Quân mà khù khờ khù khạo đấy, là cái như là mua giải cứu đấy, thì ổng lời cả tiền triệu. Cho nên vì sao mà không đi bán vé số mà đi bán trái cây mà vẫn than thân trách phận, để tôi bán tôi về tôi lo cho mấy đứa cháu của tôi. Tôi thưa cô chú nè, con của chú nó còn sống nhe răng ở đó, sức khỏe nó còn giật trâu chết, ngày này nó qua cái quán này, nó lết cái quán nọ, nó nhảy cái quán kia, nó ngồi tăng dốc. Đấy. Mà chú lại đi lên cộng đồng mạng, chú than thân trách phận, chú không biết là cái như nó thật sự nhà dột tại nó. Với cái mức mà lao động ở Sài Gòn đây với hai ông bà thì một tháng tôi đảm bảo có tệ có bèo gì cũng được 10 triệu là chuyện bèo nha quý vị. Thì 10 triệu hai vợ chồng già sống là phè phè là thoải mái luôn. Có cần phải bon chen như đám YouTube này để quay phim hay không? Cái mục đích cuối cùng không phải là cuộc sống hàng ngày, mà ông còn tính cái chuyện xa vời hơn nữa là phải có một số tiền để lo cho cái hậu sự ông sau này, lo cho cái nhà của ông sau này. Đấy. Cho nên ông bán trái cây để những cái đám YouTube này tăng cường nó quay lên, để nhiều lúc một số Mạnh Thường Quân mà kể như là có tiền mà không có iOS họ sẽ gửi gì. Đấy. Một số Mạnh Thường Quân mà chưa hiểu rõ cái sự thật của gia đình Trọng Súng họ sẽ gửi tiền gì. Đấy. Cũng nhằm mục đích là những cái đồng tiền, những tờ đô la thiếu sự hiểu biết thôi, chứ không phải là họ không có tính toán trong vấn đề mưu sinh của họ hàng ngày đâu quý vị. Đấy. Nếu như bán số thì không có thằng nào mà đứng tới quay liên tục như thế, chỉ bán trái cây. Cho nên vì sao Trọng Súng nó khước từ đi làm hồ mà nó nhảy bán trái cây như thế? Và vừa qua là cái như với những cái chiêu bài mà nó đã quá lộ liễu, và nó cũng đã biết là cái sự nhục nhã cộng đồng mạng, cho nên nó lạnh, nó không bán trái cây để giao hết cho ông già là bán, cũng lý do như thế. Vì bây giờ mặt mũi Trọng Súng lên bán trái cây ai mua nữa?
trước người ta thấy, lúc nó mới vừa mở bán người ta thấy tội vì người ta chưa biết bản chất thực của nó là ai, người ta mới mua ủng hộ. Nhưng những ngày vừa qua quý vị thấy khi nó đã có những cái đồng tiền, trong đó có những đồng tiền từ cái bán tài sản cuối cùng là căn nhà, đến những đồng tiền mà Mạnh Thường Quân bố thí, đến những đồng tiền nó lời từ cái trái cây, quý vị thấy nó đi mà cái mặt của nó là nó cứ dính lên trời, những cái lời nói vô cùng mất dạy. Thế thì quý vị có giúp nữa hay không? Cho nên vì sao mà Trọng Súng buông cái nghề trái cây? Vì giờ bán cũng không ai mua. Đấy. Và cũng chẳng ai ủng hộ như thời trước, như những ngày vừa qua. Cho nên nó chấp nhận, nó buông trái cây, nó giao cho ông già nó bán. Vì ông già nó bán thực sự quý vị, tất cả mọi khoản thu nhập của ông, cuối ngày nó cũng lấy. Chứ nó không để. Nó không lấy tiền đâu, nó tiêu. Nên giờ ông bán như thế nào đi chăng nữa thì cuối ngày nó vẫn gom. Đấy. Cho nên nó giao cho ông bán. Và nó chấp nhận, nó rút êm trong cái việc buôn bán trái cây. Dưới sự tiếp sức của một số kênh YouTube bản này thì cha của nó tiếp tục là vừa bán trái cây, vừa than thân trách phận, vừa than khổ than nghèo, để đánh vào cái lòng từ bi bác ái của một số bà con phương xa. Đấy. Chứ không có cái chuyện đơn thuần nào mà nó ngẫu nhiên mà Trọng Súng là đang buôn bán trái cây rồi đi nhảy ra rồi đi buôn bán đồng nát cả. Đấy, nó cũng có cái lý do này hết. Cho nên có rất nhiều cái mà tôi cảm thấy rất buồn cười với cái xã hội này. Là cái thời điểm bây giờ là thời điểm 5.0 thì nó dùng đủ các cái chiêu trò để lừa đảo. Nó lừa đảo cả về tình cảm, cả về tiền bạc. Đầu tiên lừa đảo tình cảm quý vị trước, rồi khi quý vị có một cái sự thân thiện, có một cái sự gọi là quan tâm yêu mến xíu, nó bắt đầu nó quay lại, nó móc túi, nó lừa về cái tiền bạc. Thì những ngày qua quý vị thấy rồi, khi nó có tiền quý vị thấy, có tiền được bao nhiêu triệu đó là cái như được phong lên đại gia là anh sướng, anh cảm thấy anh phê. Nên người ta nói là cái như những người trọc phú, cái gì họ không có mỗi cái sĩ diện họ không có. Và Trọng Súng là tôi ví dụ, nếu nó là tỷ phú chăng nữa, nó vẫn là một thằng trọc phú. Vì nó không có cái sĩ diện. Cho nên vì sao quý vị cứ thấy đi, cứ nhìn đi. Những ngày qua nó trơ như đá cuội. Nó chấp nhận cái cố đấm ăn xôi. Vì sao? Cái mục đích cuối cùng của nó là đã lên đây để kêu gào than khóc Mạnh Thường Quân, chứ không phải lên đây để làm kinh tế, để lao động kể như là lương thiện là sao. Cho nên một số bà con bức xúc là đúng. Trong đó có tôi mà, tôi cũng bức xúc mà. Mà cũng từ đâu mà có vấn đề như Trọng Súng, từ đâu mà có cô Hiếu Tịnh Thất Sông Mây, từ đâu mà có Tình Loan, từ đâu có Thoàn Năm Bụi Đời, Trẻ Bụi Đời, cũng từ những người giống Lê Thân Thiện, thằng Bình Định Dấu Yêu, thằng Nhịp Sống Niêu. Nó cũng môi móc ở đâu ngồi bụi ngồi bờ gì để nó dựng lên, để mà kể như là nó đánh bóng hình ảnh tên tuổi của nó chứ. Chứ ai biết nó là ai. Tôi hỏi quý vị, những trường hợp như Lê Thân Thiện giúp vừa rồi tôi nêu, quý vị có thấy cái trường hợp nào ngoài ông mà ông tu tại gia ở mà Sóc Trăng ông mù đó, thì ngồi ông có cái sự bất hạnh xíu là ông không có thấy được cái ánh sáng. Chứ còn những đại đa số rằng những trường hợp vừa rồi tôi điểm danh là quý vị thấy đi, ai cũng khỏe mạnh, ai cũng có tay có chân đó. Nhưng họ không có một cái gì quý vị biết không? Họ không có một cái lòng tự trọng đấy, họ không có cái sự cầu tiến. Cho nên họ mới sống dựa vào cộng đồng mạng. Gặp Lê Thân Thiện nữa, Lê Thân Thiện hốt lên đưa lên mạng cho quý vị xem. Rồi một số quý vị nào cảm thấy là khi xem cái sự thương xót quý vị có thì quý vị nhả tiền ra để nuôi. Và cũng từ đó lòng tham luôn luôn nổi trội. Lòng tham của họ luôn có. Tiền dễ ăn quá mà, chỉ cần lên khóc vài giọt nước mắt, buông những lời xiết xoa,
nhắc đến vợ dạy con thơ hay mẹ già cha già đau yếu bệnh tật gì đó thì chắc anh sẽ có Mạnh Thường Quân rót tiền. Nó nghĩ rằng Mạnh Thường Quân sang đó là dùng bao tải để gom tiền, chứ nó đâu biết người ta qua đó người ta làm lụng vất vả cực khổ như thế nào, một ngày người ta làm bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đấy, với công việc của người ta như thế nào, môi trường làm việc ra sao. Đấy. Rồi người ta nhính cái này, nhính cái kia để người ta cả như là chất góp lại để mà gửi gì. Nó đâu có hiểu được những đồng tiền đó là những đồng tiền vô cùng cực khổ. Mà nó cứ nghĩ là nó dục lên đó là có người cho tiền là nó gì, nó phân phát lại như là cái của trời rơi xuống. Cho nên không có cái sự xác minh. Và cũng chính từ không có cái sự xác minh nó rõ ràng, cho nên hiện bây giờ tôi thưa quý vị đó, có một số kẻ nó đang giả nghèo, giả tật. Đấy. Nó lênh lơ bò lết giữa đường. Đấy. Ăn ngủ với gầm cầu. Tôi nói quý vị, như thằng Trọng Súng mà từ dưới Kiên Giang nó lên Sài Gòn đã nó lết với gầm cầu nó ngủ đó, thì quý vị chỉ biết ở Sài Gòn quý vị làm, biết ở quê nó như thế nào. Cho nên vừa qua những cái kênh YouTube này nó về quê Trọng Súng nó xác minh, tôi hỏi quý vị nó xác minh được vấn đề gì, hay là nó dùng những cái gọi là xác minh để nó phục vụ cho cái mục đích lừa đảo của bọn này, đúng không? Ai đâu đi xác minh mà cái như vừa xác minh một thằng con mà lại quay thằng cha, xác minh một thằng con mà quay lại bạn thân của thằng cha để phỏng vấn, quay lại bàn nhậu của ông cha phỏng vấn, thì tôi thật sự tôi không hiểu là cái đầu của những đứa mà nó dìa nó xác minh trường hợp Trọng Súng, cái đầu nó chứa phân hay là nó chứa cái gì trong đó mà nó không nghĩ ra rằng những cái thước phim đưa lên là cộng đồng mạng sẽ chửi. Nó xác minh là nó xác minh, nó tới cái chính quyền địa phương xác minh hoặc xác minh những người hàng xóm đấy, để người ta nói cái gì mình xác minh công tâm. Đằng này quý vị thấy nó xác minh mang chắc là thiên vị, cho nên cái thằng Nhịp Sống Điêu nói rằng là ăn cây nào nó rào cây đó. Đấy. Và thực sự nó đang rào, nó xác minh có cái sự giả dối như thế. Thì tôi hỏi quý vị, tôi hỏi tất cả các Mạnh Thường Quân mà từng giúp đỡ, từng chia sẻ tiền bạc đến những cái kênh YouTube này, đấy, thì quý vị có cảm thấy đồng tiền quý vị gửi đi nó xót xa quá hay không? Đồng tiền quý vị cũng làm từ mồ hôi nước mắt mà có. Nhưng quý vị gửi đi, quý vị nhờ nó xác minh rõ ràng để quý vị gửi tiền thì giúp đỡ, thì nó xác minh kiểu đó thì khác nào nó bảo quý vị gửi sớm gửi nhanh đi để nó chia cho nhanh, chứ bây giờ là như thế như thế. Đấy. Nó xác minh kiểu bố đời như thế đó. Thế bảo mà sao người ta không chửi? Người ta chửi là đúng thưa quý vị. Trên lý do gì mà Trọng Súng bây giờ nó vẫn nhương nhương như thế, mặc dù nó thực tài khoản của nó là bao nhiêu mình không biết, chứ với đất Sài Gòn này mà kể như là bốn đứa con, hai vợ chồng mà với cái đà như thế này không có công ăn việc làm ổn định, mà tôi thấy nó bình chân như vậy tôi cũng cảm thấy rất hơi buồn cười. Nó vẫn bình chân như vậy thì chắc ăn là trong tài khoản nó vẫn có tiền. Cho những cái chiêu bài giống cầm xe ra rồi đút xe vô rồi kể như để cầm xe lấy tiền cho con ăn học, đó là một trong những cái chiêu trò. Đấy. Để nó ném đá dò đường đánh vào lòng thương hại của quý vị đó. Xem thì quý vị có thương nó hay không, rót nó được xíu nào nữa hay không. Đấy. Thứ hai nữa nè, sáng cầm xe chiều lái ra có đi quýnh quýnh bạc, có đi quýnh đề nó mới nhanh, quýnh số ba con ba càng ba cẳng nó mới nhanh. Chứ không ai mà sáng cầm xe 5-6 triệu mà cái chiều lấy ra phát một, đúng không quý bà con? Cho nên chúng ta xem những thước phim chúng ta phải có những cái sự nhìn nhận. Đấy. Nhất là trong những bà con á, mà có cái tâm từ bi bác ái mà đã có cái hướng là mình làm phước làm thiện, thì tôi mong rằng tất cả quý bà con cũng nên cân đo đong đếm suy xét cho kỹ là ta gửi cái trường hợp đó là đã có cái sự xác minh hay chưa. Đấy. Và ta gửi như thế là ta nhận được bao nhiêu phúc, hay ta gửi đó là vô tình ta tiếp tay cho một số kẻ mà siêng anh nhắc là đang sống bu bám vào tình thương yêu của quý vị. Và những cái thông điệp từ trước đến giờ, mục đích cuối cùng của tôi vẫn là muốn gửi lên một cái hồi cảnh báo, một cái hồi chuông cảnh báo thực sự.
cho cái công tác thiện nguyện của một số kẻ mà bất lương mà khoác trên mình cái áo thiện nguyện. Thứ hai, để tôi cảnh tỉnh, để tôi nhắn gửi đến một số bà con phương xa có những cái động thái, có những cái suy nghĩ lại cho cái công tác hành thiện của mình trong cái thời gian sắp tới, kính thưa quý vị. Và clip này thì tôi nói cũng hơi nhiều, thì tôi xin phép quý vị cho tôi kết thúc clip ở đây. Một lần nữa tôi kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và tôi mong rằng quý vị luôn luôn đồng hành, yêu thương và đăng ký ủng hộ giúp Lang Thang Sài Gòn và chia sẻ cái giúp cái clip này để nó lan tỏa đến tất cả các bà con mà chưa có cái thời gian và tiếp cận cái sự việc này, để chúng ta cùng nhau có những tiếng nói chung để làm cho tốt đẹp hơn trong công tác thiện nguyện, trong công tác từ thiện từ đây và trở về sau, kính thưa quý vị. Và tôi xin phép quý vị cho tôi bye bye quý vị.